Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2024 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô remote hoặc semi-remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Theo nghị định này, từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022 của Chính phủ, quy định về lệ phí trước bạ và các nghị quyết quyết định hiện hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Từ ngày 1/12/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện như cũ. Trước đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận số 384/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ đối với dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, phát biểu của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ thống nhất kết luận thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước trong thời gian 3 tháng thay vì giảm 6 tháng như đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ trước đó. Như vậy, trong thời gian 3 tháng tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ được hâm nóng nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trước đó, Chính phủ đã có 3 lần ra nghị quyết về ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và đã có tác động không nhỏ đến thị trường. Lần đầu tiên áp dụng 6 tháng, cuối năm 2020, lượng xe lắp ráp trong nước bán ra tăng kỷ lục đạt tới 398.177 xe, gấp 2,03 lần so với 6 tháng đầu năm 2020. Lần thứ hai áp dụng 6 tháng từ ngày 1/12/2021 đến 31/5/2022, lượng xe trong nước bán được 232.192 xe. Trung bình 5 tháng đầu năm 2022, doanh số xe trong nước đạt 33.690 xe trên một tháng, cao gấp 1,5 lần so với con số trung bình trong 7 tháng cuối năm 2022. Lần 3, áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2023, doanh số xe trong nước đạt 176.483 chiếc, tăng 1,6 lần so với 6 tháng đầu năm 2023. Ngân hàng Nhà nước quy định từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản ngân hàng phải xác thực tài khoản chính chủ mới được giao dịch, tài khoản bị ngừng giao dịch khi căn cước công dân hết hạn. Xác thực tài khoản chính chủ là yêu cầu bắt buộc. Thông tư 17/2024 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28/6/2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, một số điều khoản có hiệu lực muộn hơn. Trong đó đáng chú ý là quy định tại điểm C khoản 5 điều 17 của thông tư 17 áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán, tức là tài khoản ngân hàng, chỉ được thực hiện rút tiền giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử, chuyển tiền online trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện đối với khách hàng cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp đối với khách hàng là tổ chức. Dữ liệu sinh trắc học của chủ tài khoản phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ căn cước công dân của chủ tài khoản đã được xác định chính xác do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó. Đối với trường hợp người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra đảm bảo sự khớp đúng giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước công dân đã được xác định chính xác là do cơ quan công an cấp hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh điện tử và xác thực điện tử tạo lập hoặc dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa, áp dụng các biện pháp xác thực đối với từng loại giao dịch trong thanh toán bằng phương tiện điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bằng phương tiện điện tử.
Việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng của người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định tại điều này và các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chủ tài khoản ngân hàng đều phải đăng ký sinh trắc học nếu muốn rút tiền hoặc chuyển tiền online. Đây là một bước nâng cao so với quy định bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng một lần và 20 triệu đồng trên ngày theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quy định này nhằm xóa bỏ hoàn toàn các tài khoản ngân hàng không chính chủ, cũng như tăng mức độ an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Song, cần lưu ý rằng việc đăng ký sinh trắc học với mọi tài khoản không có ý nghĩa là tất cả mọi giao dịch đều phải thực hiện xác thực sinh trắc học. Các giao dịch bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền vẫn được áp dụng theo quy định tại quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư 17 cũng quy định chi tiết trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Theo đó, Điều 19 của thông tư quy định các ngân hàng phải ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng, bao gồm các nội dung, các biện pháp kiểm tra đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Một số quy định cụ thể gồm biện pháp kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đối chiếu đảm bảo sự khớp đúng chính xác của thông tin dữ liệu khách hàng, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi mạo danh can thiệp chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng, các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản thanh toán được thực hiện bởi chính chủ, tài khoản thanh toán hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện. Các ngân hàng có trách nhiệm theo dõi thời hạn, hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng, thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của giấy tờ tùy thân, tạm ngừng giao dịch thanh toán rút tiền trên tài khoản thanh toán đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hạn sử dụng. Người dân chỉ cung cấp thông tin một lần khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề ra trong việc nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng, góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong tình hình mới, phù hợp, hiệu quả, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu chung là cắt giảm chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp, phải kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ và tạo thực hiện thuận lợi dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các quy định kinh doanh thủ tục hành chính, cương quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, tạo môi trường công khai, minh bạch, trong sạch để cán bộ không mắc phải những sai phạm, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở, dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng người dân chỉ cung cấp thông tin một lần cho các cơ quan nhà nước.